Cháp 602, Tiên Võ Đế Tôn. Diệp Thần nghe vậy thì cũng ngại ngùng, ta không có ý này. Hạo Thiên Thi Nguyệt thì vẫn không ngừng trêu đùa hắn, vậy ngươi đi làm việc bận đi, ta đi dạo xung quanh đây. Diệp Thần chưa kịp nói thêm thì Hạo Thiên Thi Nguyệt đã rời đi. Hắn không muốn đuổi theo người đẹp, rồi vớ tay định nói, ngươi chạy cái gì, vốn muốn hỏi có cần cùng nhau ăn sáng không mà. Đúng lúc này tiếng của Long Gia lại truyền tới, tiểu tử đến đại điện một chuyến cho ngươi thấy một bảo bối. Diệp Thần tự hỏi là bảo bối sao, cảnh lúc này chuyển tới đại điện của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần lúc này cũng đã bước đến phía trước cửa, hắn cũng đẩy cửa mà bước vào bên trong. Ở phía bên trong Long Gia đã đứng chờ sẵn đây rồi. Chính là bảo bối mà ngươi muốn cho ta xem ư? Không sai, đây là bản đồ Tinh Thiên Thái Cổ, là bí đồ được tạo ra bởi tộc chí tôn của ta năm xưa. Như ngươi thấy đây không phải trời sao thực sự mà là bí thuật thông thiên bắt chước theo trời sao tự mình nắm bắt cơ duyên thiên địa. Đương nhiên tác dụng lớn nhất của nó là theo dõi. Diệp Thần nghe vậy thì cũng phải cau mày, theo dõi ư? Long Gia lại chỉ tay về một phía mà nói, kìa nhìn chỗ này đây. Đây là cổ thành Thiên Thành Nam Sở, mỗi một ngôi sao đại biểu cho một người, màu vàng là chân dương cảnh, màu tím là linh hư cảnh, màu đỏ son là không minh cảnh, màu vàng kim là chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần ngay đến đây đã phải giật mình ngạc nhiên, đây cũng có thể nhìn ra hả? Long Gia đáp lại, không sai, đường di chuyển của ngôi sao cũng đại biểu cho những tu sĩ đó đang di chuyển. Bọn họ đi chỗ nào đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ. Đó là Bắc Sở à, nơi này cũng bị bản đồ trời sao này giám sát nhỉ? Bản đồ trời sao này chưa hoàn thiện chỉ có thể nhìn chỗ một phần tình hình của Bắc Sở thôi. Cho dù như vậy cũng đã vô cùng kinh người rồi. Nếu Bắc Sở cũng giám sát được, một khi bọn họ huy động quân đội tu sĩ chúng ta sẽ biết ngay. Đó là đương nhiên, ngươi tưởng rằng 3 năm nay ta lãng phí thời gian sao được vậy. Chuyện bản đồ trời sao Thái Cổ di chuyển đến Thiên Đình, giao cho Nhân Hoàng cũng giao cho ngươi rồi. Tấm bản đồ trời sao này giao cho Nhân Hoàng mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Long Gia nghe đến đây thì đã thộn cả mặt, ngươi thật sự biết cách sai bảo người khác à? Diệp Thần ở bên cạnh thì cứ cười tươi mà cho một like, một chuyện không thể làm phiền hai chủ, càng huống hồ ngươi không phải là người. Long Gia nghe đến đây thì đã bực mình mà hét lớn, ta tức giận rồi đó. Diệp Thần cũng đi tới bên cạnh mà vỗ vai hắn một cái, biết nhiều khổ nhiều mà. Long Gia nghe vậy thì cũng hừ lạnh, đại khái là vậy. Đúng rồi, trước đây ngươi gặp Thánh Tử Thần Triều rồi nhỉ? Đúng là chuyện gì cũng không thể qua nổi pháp nhãn của ngươi. Thần thể tịch diệt quả thật mạnh đến mức vô lý, đúng là không có người nào đơn giản ở thời đại Sở Hoàng. Long Gia cũng đi tới mà ngồi xuống, suy nghĩ của ngươi sợ là không chỉ như vậy. Diệp Thần nghe vậy thì cũng không giấu giếm nữa. Ngươi biết ta cũng là Long Gia, ta từ trong thân pháp của Thánh Tử Thần Triều, cảm giác được cơ duyên có liên quan đến lĩnh vực thời không. Vừa nói xong Long Gia ngay lập tức hiểu ra, đó chính là Phi Lôi Thần Quyết Thiên Phú, thần thông của tịch diệt thần thể. Diệp Thần nghe vậy thì cũng phải cau mày, đây là lần thứ hai ngươi nhắc đến Phi Lôi Thần Quyết rồi, thuật này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đó là một loại thần thuật nghịch thiên như ngươi đã nói, nó liên quan đến khu vực thời không. Một khi khóa mục tiêu có thể di chuyển trong thời không ngay chốc lát chém đầu đối thủ. Thuật này vượt xa hư không huyễn diệt của ngươi, một bí thuật không gian một bí thuật thời không, rất hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Nói mới nhớ Phi Lôi Thần Quyết có điểm tương đồng với Tiên Luân Thiên Chiếu của ngươi. Tiên Luân Thiên Chiếu của ngươi là được đan xen bởi sức mạnh thời gian và không gian, sức mạnh thần bí đan xen giữa sức mạnh thời không và nửa sức mạnh thời không. Vì thế xuất hiện dưới trạng thái lừa quân địch, một khi chúng chiêu cơ thể sẽ tan vào thời không và thời gian. Phi Lôi Thần Quyết có thể làm sai lệch thời gian và không gian. Nghe đến đây Diệp Thần cũng hiểu, thuật này có sơ hở đó là đương nhiên. Như thiên chiếu bình thường của ngươi, Phi Lôi Thần Quyết cũng có hạn chế về khoảng cách. Muốn giết chỉ bằng một đòn 300 trượng là giới hạn, ngoài 300 trượng không có uy lực. Nghe đến đây Diệp Thần cũng mỉm cười hài lòng, có sơ hở là tốt rồi, ta lấy Thánh Tử Thần Triều làm ví dụ, nhưng không phải khoảng cách người nào cũng đều là 300 trượng. Nếu tu vi đại thánh hoặc là chuẩn thiên, phạm vi của Phi Lôi Thần Quyết không chỉ là 300 trượng đâu. Thần thể tịch diệt là huyết mạch khiến chư thiên vạn vực đau đầu nhất, thông thường gặp huyết mạch như vậy, cách làm nhất quán của các đại thần chư thiên vạn vực là giết chết bọn họ từ trong nồi. 300 trượng khoảng cách này so với phạm vi thiệt hại của thiên chiếu cũng không kém bao nhiêu, chỉ là không biết Phi Lôi Thần Quyết nhanh hơn hay là thiên chiếu nhanh hơn. Hai loại thần thuật đều liên quan đến khu vực thần thông khó mà nói được. Nhưng nếu ngươi muốn chống lại Phi Lôi Thần Quyết nhất định phải có lục đạo tiên luân nhãn. Ta hiểu, không có chuyện khác vậy ta đi đây. Đợi đã, chuyện nói xong rồi, ta còn có một tin tức muốn nói cho ngươi biết, đạo thân tinh thần của ngươi ý thức quả thật bị kéo vào một ý cảnh kỳ dị. Chỉ dựa vào bản thân hắn e là không thể tỉnh lại, cần ý thức của bản tôn và đạo thân tương liên với nhau. Ngươi phải tiến vào ý cảnh kỳ dị đó mang hắn ra, nếu có cách giải cứu, vậy thì tốt rồi. Cái này rất nguy hiểm, nếu ngươi lạc trong đó thì sẽ giống như rơi vào giấc ngủ sâu. Ta đã đồng ý với Thánh Nữ Tinh Nguyệt rồi, nhất định sẽ cứu hắn, càng huống hồ ta là bản tôn, vốn nên cứu hắn. Được, đợi cuộc thi Tam Tông kết thúc, ta sẽ đưa ngươi vào thế giới ý thức của hắn. Có thể mang hắn ra khỏi ý cảnh kỳ dị đó không, phải xem tạo hóa của các ngươi rồi. Cảnh lúc này chuyển tới đỉnh Ngọc Nữ, Diệp Thần cũng đã quay trở về nơi này. Vừa tới nơi cậu đã thấy Hạo Thiên Thi Nguyệt đang chơi cùng với Sở Huyên và Tịch Nhan. Sở Huyên vừa thấy Diệp Thần đã lên tiếng gọi, huynh quay về rồi.
Diệp Thần ở phía bên này chỉ biết gãi đầu mà ừ, trong lòng thì thầm nghĩ điều tồi tệ cứ nối tiếp. Đã kết thúc tập 602 của bộ truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.